Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Hạnh Phương lại lên sóng và giới thiệu các bác về một cái mẫu sản phẩm mới về trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đồng thời cũng tư vấn các bác là với một mức độ đầu tư vừa phải, không quá nhiều tiền, chúng ta chọn modem loa Mỹ nào mà nó hay và lời ca nó nét. Thì xin thưa các bác là ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác về 3-4 mẫu sản phẩm VIP. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cặp loa JBL Bass 30, đó là dòng loa 112M. Thì nhà anh Phương ngày hôm nay thì xin báo cáo các bác là có cả hai phân khúc, đó là dòng loa JBL nhập khẩu nguyên thùng xốp của Mỹ. Đây là dự án mà hôm trước em có 3 cặp thì ngày hôm nay còn một cặp nữa. Là cái cặp này được để ở cái vị trí cao hơn JBL 112M. Các bác nhìn cái loa mới này, trông nó ngon lành cành đào đúng không? Thực ra nó cũng không lệch nhiều lắm so với loa bãi. Ví dụ một đôi loa bãi mà còn zin nguyên bản như thế này thì chúng ta mua với giá 11 triệu hàng zin. Còn nếu các bác mà mua hàng mà gọi là không cần yêu cầu bao zin, mà những cái hàng gọi là lộ cộ thì giá đâu đó nó rơi vào tầm 8 triệu rưỡi đến 10 triệu rưỡi là chúng ta mua được rồi. Đấy, là anh em nào bán đắt thì nó lên tầm 10 triệu, 10 triệu rưỡi. Thế còn thực ra là như em mà các bác yêu cầu không yêu cầu bao zin có thể bán cho các bác 8 triệu rưỡi một cặp loa. Đấy, bởi vì một đôi concept của dòng loa này nó rơi vào đâu đó tầm 3-4 triệu. 3-4 triệu một đôi concept này. Các bác có tiền chứ chắc đã mua được con zin đâu. Bởi vì là cái này thực ra đâu phải lúc nào nó cũng có đâu quá. Cho nên là các bác mua hàng lưu ý cho em là tiền nào của đấy, chúng ta không thể so sánh cái giá trị của nó khi mà cái chất lượng của nó không đi đồng đều. Ví dụ như đôi loa mới này, thực ra là nói thật với các bác là trên thị trường nếu mà loa mới của hàng JBL nó rất là ít các bạn. Số lượng đếm trên đầu ngón tay luôn. Ví dụ như cặp loa 112M này chả bao giờ có thể về được đến 10 đôi cùng một lúc hay 5 đôi cùng một lúc. Nó chỉ lẻ tẻ đâu đó 1-2-3 đôi. Bởi vì đây là những cái dự án người ta tồn kho, người ta không dùng hết, thì lúc đó nó mới còn lại những cái mẫu này. Đấy. Cho nên là ngày hôm nay các bác được trải nghiệm một cặp loa siêu VIP đến từ Mỹ, cặp loa 112M mới cứng, thơm phức mùi Mỹ luôn các bác. Đấy, các tem ốc này. Mua loa mới thì các bác như này này, nó được cái yên tâm là các bác không phải lo là loa đã bị can thiệp sửa chữa này, không bị lo là cái loa nó đã bị xuống cấp hay là bị lão hóa theo thời gian này, rồi là không phải lo là chúng ta mua phải loa nhái, loa giả này. Đấy, mua được cái loa mới này thì thực ra là yên tâm tuyệt đối luôn. Cho nên là những cái hàng này cứ lên sóng cái là các bác bế được ngay. Đấy, nó không nhiều tiền lắm. Ví dụ như cặp này đang bán với giá 13 triệu cho các bác. Còn một cặp nữa nguyên thùng xốp đây các bác nha. Anh em nào đầu tư lốt cho em. Đấy, đầu tư lốt chứ không đến lúc mà tìm loa mới cũng không có đâu các bác. Giấy tờ của nó đây này. Đấy, giấy tờ đầy đủ các bác nha. Thư cảm ơn rồi là các cái thông số kỹ thuật của loa 112M đầy đủ hết. Ok chưa? Và nếu bác nào mua hàng rẻ hơn thì chúng ta mua loa mà nó cũ hơn một chút, đó là dòng loa 112. Thực ra nói là cũ thôi, chứ còn với nhà em thì loa nó cũng tuyển rất là kỹ, rất là chất các bạn. Đây là cặp loa 112M hàng qua sử dụng rồi, giá 11 triệu tại cửa hàng. Và nếu nói về phân khúc dưới 20 triệu, loa nào hay, loa nào chất thì xin thưa các bác là có cái loa này nữa này, loa Bass 40 thùng vỏ gỗ. Anh em chúng ta thích cái dòng loa này bởi vì là thùng vỏ gỗ được bọc sơn sần, bọc da, cho nên là nó sạch sẽ. Và cái thứ hai là cái thiết kế thùng nó rất là hợp lý với bộ cấu hình gia đình. Với đôi loa này các bác chỉ cần bỏ ra với số tiền là 16 triệu là chúng ta mua được loa này. Loa này thì nói tóm lại là nó cũng là những cái loa nó không có số lượng. Xin báo cáo các bác là những dòng loa này là loa không có số lượng. Nếu để nói và những dòng loa Mỹ thì 115 thì nhiều, nhưng nếu TR125 thì nó lại chỉ có một số ít thôi. Đấy, cho nên là bác nào mà đang tìm những dòng loa mà bao zin nhá, ít có đơn vị nào bán hàng mà dám nói đến bao zin như thế này. Xin thưa các bác là có những anh em mà bán hàng thì thậm chí còn chả biết cái loa nó như thế nào là zin, thậm chí còn chả bao giờ mở ra, cứ thế mang ra bán thôi. Loa lộ cộ cũng mua. Thực ra bán loa lộ cộ thì lãi suất nó cao hơn, nhưng mà nói thật là như em là em làm nghề giáo viên, cho nên là tất cả mọi thứ nó đều mong muốn một cái chuẩn chỉ đến tay các bác.
Cho nên là cái nguồn hàng đầu vào của em thì bao giờ em cũng yêu cầu là ở cái mức độ cao hơn. Đấy, đây là đôi TR125, hàng vừa về, chưa vệ sinh gì đâu các bác nhé. Tất cả mọi thứ zin nét luôn các bác. TR125 sản xuất lắp ráp tại Mỹ, chưa vệ sinh, tất cả mọi thứ chuẩn chỉ luôn. Mua đôi loa này xứng đáng luôn các bác, 16 triệu. Trong khi đó các bác cũng thấy là trên thị trường, ví dụ như là rất nhiều cái mã loa của Trung Quốc lắp ráp, chất lượng âm thanh thì không thể có tuổi gì so với hàng Mỹ này. Nhưng mà khi chúng ta mua, chúng ta cũng mua đâu đâu đó tầm khoảng 16 triệu rưỡi. Thực ra em nói thật các bác là các bác chưa chơi loa Mỹ thôi. Chơi loa Mỹ nó giống như là chúng ta đến với một cái tầm cao mới mà chúng ta khó lòng có thể mà chuyển đổi sang cái dòng sản phẩm khác. Khi mà các bác chơi thì đa số là chúng ta chơi loa Trung Quốc trước, sau đó mới lưng đến loa Mỹ. Chứ còn hiếm khi nào gặp cái tình huống là anh em mà chơi loa Mỹ mà quay lại loa Trung Quốc được các bác. Cho nên là đấy là cái điều mà các bác được khẳng định trong thực tế rồi. Những anh em nào mà mua loa Mỹ rồi thì đấy là một cái trải nghiệm mà anh Phương đánh giá chuẩn luôn. Chơi loa Mỹ không quay lại loa Trung Quốc, mà chỉ có anh em chơi loa Trung Quốc nên loa Mỹ. Cho nên khi mà các bác mua mới thì các bác cân đối là sao mà nếu trong cái cùng tầm tiền đấy mà anh em chúng ta tìm được những cái dòng loa Mỹ phù hợp thì nên chơi loa Mỹ, đỡ mất cái tiền gọi là lãng phí theo thời gian cũng như là cái hao phí. Đấy, bây giờ mời anh em chúng ta cùng dành một chút thời gian để chúng ta thẩm âm một cặp loa JBL112M nguyên thùng xốp mới tinh này. Xin mời các bác. Anh Phương xin mời quý vị đại biểu cùng tất cả anh em cùng trở về quê hương con hò chúng em để nghe câu hát, để nghe điệu hò. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sản phẩm được mang tên Người ơi, người ở đừng về, được hát trên cặp loa Mỹ siêu lời đến từ thương hiệu JBL, mã của nó là 112. Mời các bác cùng lắng nghe. Người ơi, người ở đừng về, người ơi, người ở đừng về, người về em vẫn đi, có mấy góc nghĩ thầm đôi ngã bên là đêm sóng như vạt áo mà này cũng có ướt đầm như mưa. Người ơi, người ở đừng về, người về em vẫn đi, có mấy trông trong ý nga nước tình chung là như nước chảy mà cùng có a trông bèo là bèo trôi. Người ơi, quê ở đừng về. Các bạn nghe tiếng mic có sướng không? Giọng loa này thì nó hát nó như kiểu là nốt đi nữa luôn, không cần quá nhiều văn nhảy. Các bác nghe tiếng mic của anh Phương ấy, hầu như là hát ở cái tiếng mộc cũng như chỉ pha một chút đi vào thôi. Nhưng mà với dòng nhạc mà siêu lời như thế này thì chúng ta vẫn có thể ngân nga mà vẫn có thể thể hiện được thành công những ca khúc mà có điệu như thế này hay và chất lượng như cái bản tình ca ta vừa nghe. Với giá thành đầu tư như anh Phương đã thông báo, anh em nào mà có nhu cầu đầu tư thì alo cho em. Hiện tại thì anh Phương đang chơi cặp loa JBL112M với một quả xúc của hãng V3 với mã sản phẩm là VKS1800B. Quả này hiện tại đang có giá là 8.500.000 đồng. Bên cạnh này chúng ta có một quả xúc Videx Bass 40 với công nghệ của Mỹ. Xúc hơi 40 được bán với giá 5.500.000 đồng. Anh em nào là mua nhu cầu đầu tư đến những sản phẩm âm thanh ở trong video ngày hôm nay thì xin mời các bác hãy gọi cho anh Phương với số máy 097 1998 555. Và cuối cùng thì xin mời các bác hoan hỉ cùng nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video, những sản phẩm âm thanh mới nhất đang có tại trung tâm điện tử Phương. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt các bác.